Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Hội. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ở quê con có trường hợp xem vận mệnh do có người ở cõi trên nhập xuống người khác để xem bói, mà trong lúc nhập người ta hút thuốc lá, con không biết đó là chư thiên hay ngạ quỷ ạ. Con xin sư khai sáng chánh kiến cho con ạ. Con xin chiên sư ạ. Thì có rất là nhiều những vị chư thiên là những vị thiên thần sống ở trên mặt đất. Thì các vị chư thiên mà gọi tứ thiên vương sống trên mảnh đất này cũng được phân ra thành hai hạng, đó là các vị chư thiên hướng thiện và các vị chư thiên hướng bất thiện cũng có những vị chư thiên thì người ta cũng làm việc tốt, rồi cũng giúp con người, cũng khuyến khích con người làm việc thiện, cũng có người người ta biết tu tập. Nói chung là các vị chư thiên thì cái phước có thể lớn hơn con người một chút xíu, nhưng cái tâm lý ý thức thì giống y như con người trên nhân thế. Mỗi người cũng có một cái tư tưởng, có chi kiến khác nhau, thì các vị chư thiên có tư tưởng chi kiến khác nhau vậy. Có những người có tà kiến, có những người có chánh kiến, có người theo chánh pháp, có người theo tà pháp, cũng có người theo Phật pháp, cũng có người theo những cái pháp môn của ngoại đạo giống như con người trên đời ấy. Có người thì theo đúng chánh pháp, cũng có người thực hành những tà pháp, hay là có những người người ta theo như là hạnh con bò con chó như vậy, cũng có người thì thực hành những thiện hạnh ác hạnh khác nhau. Vì vậy nên là các vị mà nhập được vào người thì thường thường đó là các vị thiên thần. Còn những cái hành động của các vị ấy thì sẽ luôn luôn có sự khác nhau như vậy. Cũng giống như con người trên đời thôi, vẫn có những cái phiền não, có tham, có sân si, có ngã mạn, có phóng dật, có tật đố, có rất là nhiều những cái tư tưởng khác nhau. Vậy cho nên là không phải là đối với một cái người bình thường ấy thì cứ có một vị chư thiên nào mà nhập vào ai đó nói một cái gì thì họ coi những cái lời nói đấy như là những cái chân lý, như là những cái sự thật. Như khi vậy cho nên là khi người ta phán cái gì, người ta nói gì là răm rắp nghe theo, thì cứ nghĩ rằng các vị thiên thần rất là cao thượng cao quý, lời nói các vị ấy nói ra rất là chân chánh đúng đắn. Thì những chính vì vậy cho nên là ở thế gian này sinh ra những cái tà kiến rất là nhiều, những cái mê lầm, những cái gọi là mê tín tà pháp rất là nhiều ở thế gian. Cho nên là có những người người ta có những cái hiện tượng như vậy. Đấy cũng là cái chuyện thường tình, nó diễn ra ở mọi nơi, khắp mọi nơi trên thế gian đều có những cái chuyện như thế. Nhưng nếu mà một cái người học đạo học Phật, có chánh kiến, có chánh trí trí tuệ rồi thì sẽ không tin tưởng những điều đó, không có nên thân cận, không nên tiếp xúc, không nên gần gũi với những cái hiện tượng ấy và nên tránh xa. Thì đối là nên tránh xa những hiện tượng ấy, vì những hiện tượng đó nó rất dễ mê hoặc lòng người và mình rất dễ sinh ra những cái mê lầm, những tà kiến, nên là nên 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 tránh xa, đừng có nên ưa thích cái việc làm đấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Xuyến. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một người chỉ huy quân đội khi ra trận đánh nhau thì có phải là người ác không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Nó còn tùy từng người, có những cái người thì người ta làm những cái người ta ra chiến chiến tranh ấy, khi mà ở trong chiến tranh ấy, cũng có người người ta khởi lên những cái tâm bất thiện rất là mạnh, rất là lớn, và thì những cái người ấy vẫn tạo ra những cái ác nghiệp về cả thân khẩu ý thì vẫn vẫn có thể có. Nhưng mà cũng có những người trong chiến tranh ấy, người ta vẫn khởi lên tâm thiện trong cái lúc chiến đấu, trong lúc đánh nhau. Đấy, người ta vẫn khởi lên những cái tâm thiện như là vì bảo vệ những đồng bào quê hương, dân tộc, đất nước, thì người ta chống lại cái ác. Thì cái tâm bất thiện có thể nó khởi lên rất là ít, và cũng nó sẽ khởi lên cái tâm thiện nhiều hơn. Vậy nên là cũng có người thì chết sinh về cõi thiện, cõi cõi khổ, nhưng cũng có người chết trong cái trường hợp như vậy, sinh về cõi nạc. Vì nó còn nhiều cái trường hợp như vậy. Nhưng mà dù sao ở trong cái tình thế đấy, ở trong cái hoàn cảnh ấy, nó vẫn rất là dễ khởi lên những tâm tâm bất thiện, vẫn dễ khởi lên nhiều hơn. Thì khi một cái người sinh ra trong thời loạn lạc, trong cái thời chiến tranh, đấy là người đó đã gặp tam tai bát nạn rồi,
người đó đã là gặp cái nạn về tam tai, về chiến tranh, dịch bệnh, về nạn đói, thiên tai, đấy là cái quả của nghiệp bất thiện. Cho nên là từ trong cái quả của cái nghiệp bất thiện đấy để mà tạo ra được cái thiện nghiệp thì luôn khó. Sống ở trong cái thời bình thì tạo ra cái thiện nghiệp nó dễ hơn, tu tập nó dễ hơn, dễ tạo ra được công đức để được sinh về cõi lành hơn. Chứ còn cái thời nào ấy mà thời loạn lạc ấy, mà cái thời nào mà có chiến tranh nhiều thì những cái thời ấy cái tâm con người hướng về bất thiện nhiều, cho nên sẽ sinh về cái cõi cõi ác, cõi khổ rất nhiều. Còn cái thời bình ấy, sống an ổn yên vui, con người dễ hướng thiện hơn thì được sinh về cõi lành dễ hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Trí. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi về phần hướng dẫn thiền để tâm ở điểm xúc chạm đồng thời ghi nhận hơi thở vào và ra, nhận biết như thế nào là đúng ạ? Trong tâm có liên phân biệt đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra, hay chỉ nên biết đây là vùng xúc chạm và hơi thở luôn tồn tại ở đây, và không cần phân biệt hơi thở vào và ra, cũng không cần để ý tới điểm xúc chạm hay các cảm thọ ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Lúc mới tập thiền, cái hơi thở nó còn thô, nó rất là rõ ràng. Lúc ấy mình nên phân biệt rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở vào vì ấy biết rõ đây là hơi thở vào. Hơi thở ra biết rõ đây là hơi thở ra. Vì ấy không có cái sự mơ hồ trong cái hơi thở vào và hơi thở ra đấy. Điều đó thì sẽ tốt hơn. Với người mới tập thì nên, nếu có chánh niệm tốt thì ghi nhận được và phân biệt được hơi thở vào ra đấy, và nên phân biệt như vậy để cho tâm nó có cái sự tập trung cao hơn, nó có quan sát hơi thở nó sẽ tốt hơn. Và sau đó dần dần cái hơi thở nó trở nên vi tế hơn, nó thâm sâu hơn, cái tâm nó bắt vào hơi thở hơn rồi thì lúc đấy cái sự nhận biết hơi thở vào ra có thể nó sẽ khó hơn, nó hơi thở trở nên vi tế hơn rồi khó hơn. Thì vì ấy có thể chỉ cần biết là cái đó là hơi thở, thì ở cái giai đoạn ấy thì chỉ biết hơi thở cũng được. Nhưng cũng có một số người vẫn nhận biết được đó là hơi thở đang đi vào đi ra. Còn cái điểm xúc chạm thì chỉ cần biết ở cái lúc bắt đầu hướng tâm lên hơi thở để tìm kiếm hơi thở. Thì vì ấy cần phải cảm nhận hơi thở qua cái xúc giác. Hơi thở nó chạm vào cái da. Vì nó chạm vào da thì có cái thân thức của mình nó nhận biết cái hơi thở đấy, cho nên được gọi là xúc chạm. Và khi mình ý thức mình biết được hơi thở vào ra, cái tâm của mình chuyển sang quan sát hơi thở liên tục bằng ý thức của mình rồi, thì lúc đấy cái điểm xúc chạm không còn quan trọng nữa. Vậy thì chỉ quan tâm đến điểm xúc chạm là cái lúc mình mới bắt đầu hướng về hơi thở, hoặc là trong lúc mình đang ngồi thiền cái tâm nó đi lang thang quá là xa và mình muốn nó quay trở về với hơi thở để thấy hơi thở rõ hơn, thì lúc đấy mình cũng quay về điểm xúc chạm để mình nhận biết hơi thở thông qua cái thân thức, cái sự xúc chạm với cái da ở trước cửa mũi ấy. Và khi mình bắt được vào hơi thở rồi thì cái điểm xúc chạm bắt đầu nó cũng lơ mơ đi, nó không còn rõ ràng như lúc mình mới bắt đầu hướng tâm nữa. Vậy thì đừng cố chấp vào điểm xúc chạm quá nhiều, mà phải biết tùy theo những cái trạng thái nó sinh lên ở mỗi cái thời điểm, mỗi cái giai đoạn khác nhau. Thì lúc đầu mình cứ quan sát hơi thở vào ra thì rõ ràng cả hơi thở vào ra như vậy. Thì sau đó hơi thở nó vi tế đi rồi thì mình chỉ cần biết là có cái hơi thở ở trước cửa mũi thôi. Lúc bắt đầu ngồi thì mình phải biết cái điểm xúc chạm nó có hơi thở ở đó. Sau khi cái tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì cái điểm xúc chạm nó cũng không còn quan trọng nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Thủy. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thiền 32 thể trược và thiền tứ đại thuộc thiền định hay thiền quán ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Thiền quán 32 thể trược nó vẫn thuộc về thiền định, cả thiền tứ đại cũng thuộc về thiền định. Ở cái giai đoạn đầu của thiền tứ đại vẫn là thiền định. Thì thiền quán 32 thể trược, người ta cũng có thể từ cái thiền quán 32 thể trược chuyển sang thiền tứ đại được. Vì từ quán 32 thể trược thì người ta phải quán đến 42 thể trược thì người ta mới quán được đầy đủ đất nước lửa gió. Cái quán 32 thể trược thông thường người ta chỉ quán để thấy cái sự bất tịnh của cái thân này thôi thì vẫn đắc được cận định, hoặc là người ta chú vào từng thân phần một thì người ta đắc được an chỉ định sơ thiền. Còn khi nào mà người ta quán những cái thân phần nào thuộc về đất, như là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận cho đến não phân, đó là đất,
Còn mật đà mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, khớp xương, nước tiểu ấy, thì nó thuộc về nước. Vì ấy phải quán thêm những cái đặc tính của gió ở trong bụng, gió trong ruột, gió lên, gió xuống, gió ở chân tay, gió hơi thở vào ra, thì nó là những cái đặc tính của gió. Vì ấy phải quán đến các cái nửa, nửa về cái nhiệt tiêu hóa, nửa làm cho hơi ấm, nửa lúc nóng sốt, nửa làm cho mình sinh già đi. Thì đấy, khi quán được cả những cái đặc tính ấy thì người ta sẽ từ cái thiền của 32 thể trược chuyển thành thiền tứ đại. Còn cái thiền quán tứ đại về các đặc tính của tứ đại trên thân, và người ta cứ quán 12 đặc tính của đất nước lửa gió, thì người ta sẽ đắc được cận định. Khi mà đắc được cận định đấy thì nó là thiền định. Và khi đã đắc được cận định rồi, người ta sẽ chuyển sang thiền tuệ bằng cách người ta nhìn xuyên thấu vào trong cái thân này. Người ta thấy được các cái hạt sắc Kanapa ở 6 căn và 42 thân phần này, thì lúc đấy lại chuyển thành thiền quán. Khi nào mà thấy được các cái sắc chân đế thì mới trở thành thiền quán. Khi thấy được sắc chân đế rồi, người ta sẽ phân tích ra được danh chân đế nương vào các cái sắc thần kinh, các căn đấy nữa, thì lúc đấy là danh sắc phân tích trí. Vậy thì từ phải nói rằng, có thể nói rằng cái thiền tứ đại là cái pháp thiền là khởi đầu của thiền quán. Nó cũng là một pháp thiền có trải qua cận hành của thiền định, và nó là khởi đầu của cái pháp thiền quán để phân biệt ra sắc uẩn, để phân biệt ra sắc pháp, rồi sau đó phân biệt danh pháp. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mỹ Nhi trên Zoom ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Đối với người mới bắt đầu hành thiền, con ngồi mỗi ngày 1 đến 2 thời, mỗi thời 1 tiếng, thì làm sao để không kiểm soát hơi thở ạ? Có những thời con không cố gắng kiểm soát, nhưng vẫn bị, có tác động nhắc tâm nhưng vẫn bị kiểm soát hơi thở ạ. Con xin chiên sư ạ. Kiểm soát hơi thở là do tâm lý của mình quá chú trọng, quá là căng thẳng. Cái tâm nó không được thoải mái tự nhiên, cho nên là nó sinh ra cái tâm kiểm soát hơi thở đó. Chú tâm mạnh quá, ý chí của mình cao quá, nó tinh tấn nó hơi thái quá, cho nên nó sinh ra kiểm soát. Thì mình phải ngồi thản nhiên, giống như ngồi chơi. Và trong lúc hành thiền mình đừng có khởi lên cái những cái tham vọng, như là mong rằng ta ngồi thiền này đạt được những cái gì đó phi thường, cao siêu. Đừng nghĩ đến cái sự phi thường cao siêu, mà nghĩ những cái gì đó nó đơn giản. Hành thiền này để gột rửa đi những phiền não cấu uế, để đoạn trừ những cái tham sân si, để cho tâm nó được thanh tịnh ra, bớt đi những cái bất thiện. Nên chỉ nghĩ đơn giản như vậy để bồi bổ những cái ba la mật để đi đến Niết Bàn ở tương lai. Khi thản nhiên, cái suy nghĩ như vậy thì nó sẽ thản nhiên hơn. Nó thản nhiên, nó tự tại, nó không ít tham vọng thì nó ít căng thẳng. Thì nó sẽ để được cho hơi thở vào ra một cách tự nhiên, và mình cũng phải khéo léo, biết cách quân bình điều chỉnh cái mức độ chú tâm sao cho nó vừa phải. Nhẹ nhàng cũng không quá nhẹ nhàng, mà chăm chú cũng không quá chăm chú, không được chú tâm quá mạnh, không được để tâm quá yếu, mà để tâm vừa vừa. Nhưng mà biết cách điều chỉnh cái tâm ở cái mức độ trung bình vừa phải, và để cho cái tâm lý của mình nó được thoải mái tự nhiên, thì cái hơi thở nó sẽ vào ra tự nhiên. Thì cái tâm nó sẽ có cái sự thoải mái, an vui trong lúc mình hành thiền. Còn nếu như để cho nó tạo ra một cái áp lực gì đó, một cái sự căng thẳng gì đó, thì nó mất tự nhiên, thì nó sinh ra điều khiển hơi thở đó. Nên là mình cố gắng thấy hơi thở cho rõ ràng thì nó mất tự nhiên. Còn gì mình chỉ thấy nó vừa phải thôi, nhẹ nhàng thôi, thì nó sẽ có giữ được sự tự nhiên. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Anna trên Facebook ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ngoài bố thí, tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, con có nấu ăn cho các bé mồ côi, bệnh ở bên đạo Thiên Chúa. Con chỉ bố thí, chứ không lễ lạy. Con xin sư cho con hỏi, việc bố thí như vậy có đúng pháp của người Phật tử không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Việc bố thí thì không phân biệt. Bố thí thì mình có thể bố thí cả cho những loài bàng sinh cũng có phước. Bố thí cho những cô hồn cũng có phước, người ta cũng cháo.
bố thí cho những người ác, những cái tội nhân, tội đồ, tội lỗi ăn cũng có phước. Bố thí cho những người ngoại đạo vẫn có phước. Rồi bố thí cho những người có giới đức thiện này thì phước lớn hơn. Bố thí cho những bậc thánh nhân, những bậc thượng nhân thì công đức lại lớn hơn nữa. Vậy thì cái việc bố thí là tùy tâm của mình. Mình bố thí cho ai cũng có công đức, cũng có phước lành hết. Nói chung là trong cuộc sống này thì mình cứ bố thí với cái tâm bình đẳng như vậy, không nên phân biệt. À, đấy là cái pháp bố thí. Thì có cái là cái tư tưởng ấy, quan trọng là cái đời sống tư tưởng. Mình dù mình có sống với các cái tôn giáo khác thì cái mình không bị nhiễm những cái tà pháp, tà kiến, những cái của những cái ngoại đạo khác thôi. Nhưng mà đôi khi có những cái tốt gì ở trong xã hội, trong cuộc sống, có những cái mặt tốt ở trong những tôn giáo khác thì vẫn không có hại gì cho bản thân mình cả. Còn cái việc làm đấy thì còn là tốt, chứ không có vấn đề gì, không có trở ngại gì, không có sai pháp gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Ngọc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đang thực hành luyện hơi thở theo phương pháp của sư chỉ dạy. Khi theo dõi hơi thở vào ra thì quan tâm ở cánh mũi hoặc môi trên làm điểm xúc chạm. Dạ, con xin sư cho con hỏi, khi theo dõi hơi thở dài ngắn, toàn thân hơi thở thì mình nên để tâm theo hướng hơi thở vào ra hay vẫn giữ tâm ở hai điểm xúc chạm đó? Và nếu chỉ để tâm ở điểm xúc chạm thì khó quan sát được toàn thân hơi thở. Khi hành thiền con đã cố gắng thả lỏng toàn thân, tuy nhiên khoảng 20 phút đầu thì hơi bị căng tức ở ngực ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Sự thực hành vậy cưỡng ép quá, căng thẳng quá, phải hướng tâm lên điểm xúc chạm rồi sau đó chuyển sang quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra đấy, và vẫn quan sát ở trước cửa mũi chứ không theo hơi thở đi vào bên trong mình, không theo ra quá xa. Và để nhẹ nhàng tự nhiên ra mà thấy hơi thở cũng vừa phải thôi, đừng chăm chú quá, đừng rõ ràng quá, đừng tập trung cao quá, vừa phải thôi. Khi nào thấy tâm nơ nà quá thì hơi chăm chú lên, khi nào thấy hơi thở nó rõ ràng quá thì lại hơi nơ nơ đi một tí, để cho nó giữ ở cái mức vừa phải trung bình. Vấn đề thản nhiên nhẹ nhàng ra một chút và quan sát cái hơi thở đấy, chứ không phải là quan sát cái điểm xúc chạm đấy. Điểm xúc chạm chỉ là một cái vị trí để mình ghi nhớ, để mình đánh dấu rằng cái hơi thở nó đi vào ở cái vị trí này, và luôn luôn phải hướng tâm lên cái vị trí này thì mới thấy được hơi thở. Thì cái lúc mới bắt đầu tập, mới bắt đầu ngồi vào thì mình hướng tâm lên điểm xúc chạm. Khi mình cảm nhận được hơi thở, quan sát được hơi thở rồi thì đừng quan tâm đến điểm xúc chạm nữa. Khi nào mình quên mất hơi thở mới quay về điểm xúc chạm để tìm hơi thở, rồi lại chuyển sang quan sát hơi thở vào ra đấy. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuấn Việt trên YouTube. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, thọ giới tỳ kheo thì có được về tu tập tại gia không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đã là người đi xuất gia rồi thì phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy không, cái gia đình mình là cái sợi dây trói buộc, đó là cái nhà thế tục, nhà phiền lao. Đấy không phải là trú xứ để mình có thể thực hành được pháp. Thế nếu như thọ giới tỳ kheo rồi còn về sống với gia đình thì cái việc đi xuất gia đấy nó chẳng có ý nghĩa gì, nó chẳng có nó không đúng pháp nữa, vì đấy đã từ bỏ rồi mà, từ bỏ cái đời sống gia đình đấy rồi, không nên về sống ở gia đình nữa. Thì ấy phải có một cái trú xứ thanh tịnh, tránh xa cái đời sống gia đình ra thì tốt hơn. Có những trường hợp vì đi xuất gia rồi các vị ấy về thăm người thân, về thăm gia đình, về độ cho người thân ấy thì được. Ví dụ như là có những người đi xuất gia chứng A-la-hán rồi, muốn làm lợi ích cho thân bằng quyến thuộc của mình, cho nên là mới về để thuyết pháp độ người thân. Thế thôi, xong rồi mình cũng nên ra đi, chứ không nên cư trú quá lâu ở trong cái gia đình nhà mình. Trong gia đình nhà mình lâu nó chỉ sinh ra phiền não, sinh ra tham ái, ràng buộc chấp trước, chướng ngại cho cái con đường hành đạo. Đã nói là xuất gia là từ bỏ gia đình rồi, xong là đến khi mà thành tựu được cái hình tướng người xuất gia lại trở về gia đình tiếp.
thì cái việc xuất gia đấy không đúng, không đúng pháp, không được phép, không nên như vậy. Thì có những cái gia đình ấy thì người ta có thể là làm một cái tịnh thất ở trong một cái khu vườn có cái sự riêng biệt hoàn toàn, người ta muốn hộ độ cho cái vị đó, mặc dù là về trở về sống dưới cái sự hộ độ của người thân nhưng vẫn thực hành được phạm hạnh ấy, vẫn thực hành được pháp, thì có thể còn tạm thời chấp nhận, tạm thời chấp nhận là vì vị đó có thể là không có cái chú xứ nào cả, không có ai hộ độ cả, cho nên là cần phải trở về sống với người thân để người thân hộ độ cho mình tu tập, nhưng đó không không được gọi cái từ là trở về sống với gia đình được, mà là gọi là gia đình làm một cái tịnh xá tịnh thất rồi thỉnh mình về đấy để hành đạo, để tu tập, rồi gia đình là những người thân của mình hộ độ để cho mình tu tập. Có thể là gọi như thế thì còn tạm chấp nhận được, chứ còn nói là trở về sống ở gia đình thì không chấp nhận được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Sơn. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Thời gian đầu tu tập con không bị buồn ngủ, nhưng sau một thời gian con lại thấy buồn ngủ, lúc nghe pháp con cũng bị buồn ngủ. Như vậy có phải do con bị nghiệp không ạ? Làm cách nào để con vượt qua được ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái lúc đầu là cái tâm hoan hỷ của mình nó còn mạnh, sau một thời gian rồi cái sự tu tập ấy nó sẽ trở thành cái tâm xả, nó sẽ trở thành cái tâm thản nhiên. Do cái vấn đề này là do cái tâm, cái ước nguyện của mình nó yếu và cái tinh tấn nó yếu. Là cái lúc đầu mình tu tập, nhưng mà mình chỉ khởi lên cái ước nguyện là mong được tu tập dưới giống như là tu tập theo phong trào, dưới một cái hình thức ấy. Và khi mình đạt được cái điều đó rồi là mình cảm thấy nó thỏa mãn rồi. Do thỏa mãn rồi nó không còn ý chí, không còn cái sức phấn đấu nữa. Cho nên là cái tâm lý nó lại trở nên tổng coi cái việc nghe pháp tu tập đấy là bình thường. Cho nên là nó nhàm chán, nó sinh ra hôn trầm vậy đó. Còn nếu như một người mà có cái nguyện vọng cao, có cái tinh tấn mạnh, thì khi mà người ta chưa đạt được những cái mục đích, những cái nguyện vọng, những cái mong cầu mà người ta chưa đạt được ấy, thì người ta sẽ luôn luôn nỗ lực phấn đấu hướng lên nữa, thì người ta sẽ không hôn trầm. Là trong cái lúc thực hành đấy, người ta sẽ có cái sự tinh tấn nó đi kèm, có cái sự nỗ lực cố gắng mong muốn đạt được những cái chưa đạt được. Nếu như là người ta thực hành, người ta chưa đắc định thì người ta chưa cam tâm, người ta chưa an phận, người ta phải nỗ lực cố gắng thực hành cho nó đắc định. Đắc định rồi người ta nỗ lực thành cho đắc thiền, đắc thiền rồi cố gắng thực hành cho nó đắc tuệ, tuệ rồi người ta cố gắng thực hành để chứng đắc đạo quả. Cho nên là không lúc nào người ta an phận được, người ta sẽ không còn cái tâm trạng nào để hôn trầm buồn ngủ nữa. Còn do cái nguyện vọng mong cầu mục đích của mình nó thấp quá, cho nên nó dễ an phận quá. Nghĩ rằng được ngồi thiền thế này là hạnh phúc lắm rồi, được nghe pháp là hạnh phúc, để giống như là đã đạt toại nguyện, đạt được cái nguyện vọng rồi. Vậy cho nên là cái tâm nó trở nên an phận, nó trở nên nó thụ động, và chính vì vậy nó sinh ra hôn trầm. Thì cần phải niệm sự chết nhiều vào để cho cái tâm nó thức tỉnh ra, nó kinh cảm ra, nó phát khởi lên cái ý chí mạnh mẽ lên, thì lúc đấy cái tâm nó tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn. Dạ, ông thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng Nguyễn trên YouTube. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong đời sống có nhiều tà pháp, nhưng lại được đại chúng đón nhận và giải thích lại rất hợp lý. Vậy có phải có một thế lực siêu hình tạo ra để duy trì tà pháp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái tà pháp nó sinh ra thì nó quá nhiều nguyên nhân, quá nhiều vấn đề. Có cả những tà pháp là do những cái siêu hình tạo ra cũng có những cái tà pháp là do những người ngu người ta tạo ra, có những người ảo tưởng người ta tạo ra những cái tà kiến, những cái tà pháp đấy, rồi
do một cái nhân duyên, một cái cơ hội nào đấy nó được lan tỏa đến một cái số đông người, rồi những cái số đông người ấy đã tin vào những cái tà kiến tà pháp ấy, rồi lâu ngày người ta chấp nhận cái không thật đấy, người ta coi nó là thật, cái giả đấy người ta tưởng nó là thật, rồi người ta chấp nhận cái điều đó. Vậy rồi là nó trở thành tục lệ, nó trở thành truyền thống, nó trở thành cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của con người, rồi người ta cứ vậy người ta chấp trước mà thôi. Như là một cái người nào đó có danh tiếng, có uy quyền ở trong xã hội, người ta làm một cái việc gì đó mà nó không chân chánh, nó là một cái tà pháp, người ta theo tà pháp, thì cái xã hội, những người dân ở đấy luôn bắt chước những cái người có chức quyền danh vọng lớn ấy. Người ta nói là cái vị này theo cái pháp môn này, theo cái thực hành những cái tục lệ này, thì chắc rằng cái tục lệ ấy là có lợi ích, có lợi lạc. Vậy là nó lan truyền rộng rãi ra là mọi người sẽ tin theo thôi. Thì thường thường là những cái tà kiến ở trên đời nó lan truyền là như vậy. Một cái người có ảnh hưởng ở trong dân gian mà thực hành theo một cái tà kiến nào thì khắp nhân gian sẽ ảnh hưởng cái tà kiến ấy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người mà có danh tiếng ấy mà có tà kiến thì sẽ đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên mà nó ảnh hưởng. Như vậy nếu một cái người mà có danh tiếng ấy mà người ta có chánh kiến thì sẽ đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích cho chư thiên mà nó ảnh hưởng. Vậy thì những cái tà kiến ấy nó phát sinh ra từ những cái người có ảnh hưởng ở trong xã hội ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Hậu. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi về đề mục thiền niệm sự chết. Thì trước tiên mình cần niệm sự chết của một người mà mình từng gặp rồi mới niệm trên bản thân mình. Dạ xin sư cho con hỏi là con có thể niệm sự chết ngay vào bản thân mình mà không qua bước niệm xác chết bên ngoài không ạ? Vì con vừa mới trải qua đại bệnh gần không qua khỏi, nên con cảm nhận cái chết rõ ràng mỗi khi nhớ lại. Và nếu vẫn phải trải qua bước niệm từ xác chết bên ngoài thì con có thể lấy một hình ảnh trên mạng để thực hành không ạ? Dạ con xin sư từ bi chỉ dạy, con thành kính chiên sư ạ. Nếu như mà để mà đi từ bước từ dễ đến khó thì sẽ niệm cái xác chết bên ngoài trước, khi thành tựu cái xác chết bên ngoài, cái tâm nó trở nên nhu nhuyễn thuần thục rồi, nó cái niệm sự chết trên mình thì nó rất là dễ. Nhưng mà cũng có một số người thì cái sự kinh cảm về cái chết, cái ý thức, cái sự nhận thức về cái chết nó mạnh, vì không cần phải qua cái niệm xác chết bên ngoài, vì niệm thẳng cái sự chết trên bản thân mình vẫn thành công, vẫn thành tựu được. Thì nếu như mình niệm luôn vào cái sự chết trên bản thân mình mà mình cảm thấy nó có cái sự kinh cảm, có cái sự thức tỉnh, mình cảm nhận được cái chết như thật thì vẫn thành công, vẫn thành tựu được. Cái niệm sự chết trên ngay trên mình vẫn được chứ không phải là không được. Có những người chưa từng nhìn thấy ai chết, chưa từng nhìn thấy cái xác chết bao giờ thì vị ấy có thể nhìn trên một cái hình ảnh. Cái hình ảnh đấy bởi vì nó cũng là một cái xác chết thật mà người ta chụp lại, cho nên là bị hướng tâm đến cái hình ảnh đó vẫn cảm nhận được và vẫn có sự kinh cảm khởi lên, nên là nhìn qua hình ảnh rồi sau đó niệm sự chết trên cái xác chết đó rồi niệm trên mình nữa cũng được hết. Làm sao mình cảm thấy cái sự chết nó rất là thật ấy, thì sẽ có được cái sự kinh cảm và nó sẽ thành tựu được cái pháp niệm sự chết để nó đi đến ni tham. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mỹ Nhi trên Zoom. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có những ngày con bị đau đầu nhiều, khi ngồi thiền là như bị khó thở, như bị ai bóp cổ, đau đầu nhiều suốt cả một thời thiền. Con cố gắng ngồi thiền nhưng rất mệt. Trong trường hợp này con nên làm thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có thể là mình không phù hợp với cái pháp thiền đấy, mình nên áp dụng tập thêm những cái pháp thiền khác, những cái pháp thiền bảo hộ ấy. Như là nếu mình tập cái pháp thiền đấy nó có trạng thái đấy thì có thể chuyển sang hành thiền về tâm từ cho tâm nó an, hoặc thiền niệm ân Đức Phật, lại tâm từ hoặc niệm ân Đức Phật, thay đổi cái pháp thiền đi. Nếu như mình hành cái pháp thiền đấy nó chướng ngại như vậy, khó khăn như vậy
thì thực hành pháp thiền khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Anh. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đang tìm hiểu về thiền quán với đề mục lửa, nhưng chưa có ai hướng dẫn. Con mong sư chỉ cho con cách thiền quán với đề mục lửa. Con thành kính tri ân sư ạ. Hành thiền quán đề mục lửa này cũng rất là dễ. Có điều mình phải tự tạo ra một ngọn lửa. Phải có một cái cây đèn nào đó nó rất là sáng. Nếu như mới là cái người sơ cơ bắt đầu tập thiền ấy, thì phải có một cái ngọn lửa nó to to một chút. Như là mình đốt một cái đám lửa đó, sau đó mình dùng một cái tờ bìa hay là một cái thùng gì đó, mình khoét một cái nỗ với cái đường kính 30 cm, để trước cái ngọn lửa đấy, để trước mặt mình, và bên kia của cái tấm bìa đấy là ngọn lửa, và hãy nhìn cái ngọn lửa qua cái nỗ thùng đấy, qua cái nỗ thùng đấy, và nhìn bằng cái con mắt thường. Rồi sau đó nhắm mắt lại niệm nửa 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 nửa. Và lúc nào nó quên đi thì lại mở mắt ra nhìn vào cái ngọn lửa mà nó đang cháy. Và nhìn là nhìn qua cái vòng tròn nhé. Nhìn lấy cái tấm bìa cắt tông hay tờ giấy hay một cái mảnh ván ở đấy. Bất cứ cái vật gì cũng được, mình quét một cái nỗ đấy để mình nhìn ngọn lửa qua cái vòng tròn đó bằng con mắt. Rồi sau đó nhắm mắt lại, mường tượng, hình dung tưởng tượng ra cái ngọn lửa đấy và cứ niệm nửa 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 nửa, niệm như thế. Nếu như mà mình luôn luôn ghi nhớ được cái hình ảnh ngọn lửa đấy rồi thì chỉ cần làm một lần như vậy là được, và những lần sau cứ nhắm mắt vào và hình dung ra cái hình ảnh của ngọn lửa đấy và niệm nửa 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 cho đến khi nào nó đắc định, nó sẽ xuất hiện cái ánh sáng nimitta, và mình vẫn chú vào cái ánh sáng đấy và vẫn cứ niệm nửa 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 cho đến khi nào nó sáng rực lên thành tự tướng, và nó có thể duy trì liên tục được nhiều tiếng rồi, mở rộng ra khắp không gian, rồi sau đó lại chú vào một điểm ở trước mặt và chú trên tự tướng đó. Cho đến khi nào cái ánh sáng nó mạnh mẽ thì mình không cần niệm đến cái khái niệm nửa nữa. Còn lúc nào chưa xuất hiện thì vẫn cứ phải niệm, trong tâm mình phải niệm cái khái niệm là nửa 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 và hình dung ra cái hình dáng của cái ngọn nửa đó. Đấy là cái cách thực hành thiền về casino nửa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Bình. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Tại sao ở thiền viện Pa'au, mặc dù đây là trường thiền theo truyền thống Theravada, cho phép dùng tam tịnh nhục, nhưng thực phẩm phục vụ cho quý chư tăng ly và các thiền sinh ở đây lại toàn là đồ chay ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Chay hay mặn thì là do vị chủ trì có thể sắp đặt, sắp xếp được. Nếu như mà chư tăng đi khất thực ở bên ngoài, ở trong làng, thì cho gì ăn vậy, ăn tam tịnh nhục cũng được. Nhưng với một cái số lượng chư tăng rất là đông, mà trong trường thiền sẽ có cái nhà bếp để nấu nướng, rồi có những cái người Phật tử đến đấy để nấu nướng, thì có thể nấu đồ chay cho nó thanh tịnh. Bởi vì nếu như mà nấu những cái đồ thức ăn mặn như thịt cá, thì những người nhà bếp ấy người ta phải đi ra chợ, người ta mua, mà người ta mua với một cái khối lượng thịt cá đấy, rồi thì hôm sau những sẽ có cung thì phải có cầu mà. Có cái cầu thì phải có cung, thì cái nguồn cung người ta sẽ nghĩ rằng những cái người nhà bếp của chùa này thường xuyên đến đây mua thịt, mai mình phải mang một đàn lợn đến đây mình giết để cung cấp cho người ta. Và những người khác vậy, người ta sẽ mang những đàn gà, đàn vịt đến thì người ta giết, người ta cung cấp. Và như vậy thì sẽ phạm vào cái giới đó là cộng nghiệp với cái giới sát sinh. Nó rất dễ phạm vào giới sát sinh, rất dễ phạm vào cộng nghiệp của giới sát sinh. Đấy là lý do, là cái nguyên nhân mà có những trường thiền lớn thì đã nấu những cái đồ chay, không có nấu những cái đồ mặn, vì cái nguyên nhân sâu xa là để tránh giới sát, tránh phạm vào cái giới sát sinh. Thì cái điều đó là
hợp lý, không có vấn đề gì. Vậy cho nên là có nhiều trường thiền thì vẫn dùng đồ đồ chay. Thực ra thì cái đồ chay đồ mặn thì nó chỉ là thức ăn mà thôi, ăn sao cũng được. Mà với một cái ngôi chùa hay một cái thiền viện mà có nhà bếp nấu ăn thì nấu đồ chay vậy nó tốt hơn, dễ dễ coi hơn, nhất là đối với những cái văn hóa như người Việt Nam chẳng hạn, mà trong bếp mà nấu đồ mặn thì sẽ không được hoan hỉ đâu. Nấu đồ chay thì nó dễ phù hợp với văn hóa của cả người ăn mặn, người ta cũng không phản đối gì, mà với người ăn chay sẽ hoan hỉ, không có ác cả. Nên là dễ hài hòa hơn với cả hai người, thích ăn mặn và thích ăn chay đều ăn được đồ chay hết. Còn nếu mà ăn mặn thì những người ăn chay người ta đến người ta không ăn được. Có những cái thiền sinh là những cái người chuyên ăn chay mà đến một cái trường thiền lại chuyên ăn mặn thì họ không ăn được cái đồ ăn mặn đó, thì họ sẽ đói không có hành thiền được. Nhưng mà với những cái thiền sinh mà ăn mặn đến cái trường thiền ăn chay họ vẫn ăn được, người ăn mặn vẫn ăn được đồ chay. Nên là nếu mà nấu cái đồ chay sẽ phù hợp với cả người ăn chay và ăn mặn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh Diên Du. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong cùng kiếp trái đất này, Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Vậy khi Phật Di Lặc xuất hiện, thì các vị Phạm Thiên còn nhớ giáo pháp Phật Thích Ca không ạ? Vì các tuổi thọ các vị Phạm Thiên rất lâu dài. Con xin tri ân sư ạ. Khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện, nhiều vị chư thiên vẫn còn nhớ được giáo pháp của Phật Kassapa. Huống chi là khi Phật Di Lặc xuất hiện thì các vị chư thiên và Phạm Thiên vẫn nhớ được pháp của Phật Bổn Sư là chuyện rất bình thường, vẫn nhớ được. Vẫn nhất là các cõi Phạm Thiên thì có những vị người ta vẫn gặp hai vị Phật là chuyện bình thường. Người ta có thể gặp cả Phật trước, Phật này, Phật quá khứ, Phật hiện tại. Còn cõi Phạm Thiên mà cõi Tịnh Cư Thiên thì người ta gặp rất nhiều vị Phật, thì không sao hết. Các vị ở Phạm Thiên người ta gặp nhiều vị Phật không sao. Nên đùa Đức Phật thì có cái vị Phạm Thiên trước kia là người bạn làm người thợ gốm ấy. Người bạn làm người thợ gốm đó ở trong cái kiếp trong cái thời Phật Kassapa. Rồi sau đó vị ấy sinh về cõi Tịnh Cư Thiên vì vị ấy chứng được tam quả. Sau khi Đức Phật Bổn Sư thành đạo thì vị ấy vẫn đến để gặp, giống như là gặp lại một cái người bạn cũ vậy. Chính Đức Phật xác nhận ông là bạn ta trong thời Đức Phật Kassapa, hai người bạn. Vậy thì một vị Phạm Thiên có thể gặp nhiều vị Phật, nhất là trong cái kiếp này có nhiều vật ra đời thì vị ấy gặp được, đó là chuyện rất bình thường. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita Saro. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi. Hằng ngày đã quán tưởng thọ dụng y phục là chỉ để che thân, tránh những điều hổ thẹn. Nhưng khi bắt gặp những tấm y đẹp của những vị đồng phạm hạnh khác đang mặc thì tâm con vẫn khởi lên những suy nghĩ kiểu như là cái y này của mình sao màu nó xấu quá. Còn y của chú Sa-di này sao màu nó tốt quá, nó đỏ tím sậm đẹp quá. Còn y của mình sao nó lợt lợt, nó đỏ choe mà lại nhạt màu, xấu quá. Con phải làm thế nào để đối trị lại những suy nghĩ bất thiện này ạ? Con mong sư từ bi chỉ dạy, con xin thành kính tri ân sư ạ. Đó là do từ trước đến giờ cái tâm tham ái của mình nó hơi mạnh, hay nhìn về tịnh tướng nhiều quá, cho nên là nó sinh ra cái tâm tham, những cái đẹp nó vẫn còn dư sót, nó vẫn chi phối. Chỉ những vị nào đã phải tu rất là cao, như là thực hành các pháp thiền định, mà nhất là thực hành các pháp thiền về bất tịnh nhiều ấy, thì nó mới có chế ngự được những tâm đấy. Nếu như sự tu tập nó chưa có kết quả thì nhận được ra như thế đã là tốt lắm rồi. Khi nhận được ra như vậy, nhận thức được cái tâm này là tâm tham ái bất thiện rồi, thì lúc ấy cái tâm ấy là hổ thẹn, cái đó nó có cái tâm gây sợ hổ thẹn nó sinh lên, thì bắt đầu nó cũng làm cho cái tâm tham đắm đó suy yếu đi. Thì cái cách để mình đối trị được nó thì phải quán cái bất tịnh nhiều. Nếu như mình có can đảm mà
thực hành những cái pháp đầu đà về mặc y phấn tảo ấy, thì nó đối trị được cái này nhanh nhất. Mặc y phấn tảo đi ra đống rác, đi ra nghĩa trang nhặt những cái vải ở đấy về may thành y, rồi nhuộm vào, rồi mặc cái y đó đi. Thì lúc đấy mình sẽ không còn ưa thích y đẹp nữa, không còn so sánh là đây cái y này đẹp, y này xấu nữa. Và lúc đấy mình là cái người thực hành cái hạnh mặc y đầu đà rồi, thì sẽ cái tâm nó không còn hướng ra là tầm cầu y đẹp, thì nó sẽ không còn khởi lên như vậy. Còn cái tâm mình nó vẫn còn tầm cầu, nó vẫn còn muốn đẹp, cho nên nó vẫn âm ỉ nó khởi lên. Khởi nên mình nhận thức ra được thì nó cũng đã là tốt rồi. Nhưng diệt trừ được nó thì phải có chánh niệm. Quán về bất tịnh nhiều, quán về tất cả những cái y này nó chỉ làm ra từ những xác chết nông của các con thú hay là rác rưởi, hay là từ tứ đại đất nước lửa gió thôi. Không có gì đẹp cả, mai mốt thì nó mục nát, nó hoại rất nhanh. Không đáng để cho mình phải yêu mến. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Du học sinh theo quy định chỉ được đi làm 24 tiếng trong một tuần, nhưng vẫn đi làm vô số giờ hoặc trốn, cư trú lại bất hợp pháp, thì họ đang phạm tội gian dối vậy không ạ? Có nhận quả xấu gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đương nhiên là mình vẫn có những cái tâm không chân thật ở trong đó. Mà có những cái không chân thật nó đem lại cái sự bất lợi, nó đem lại cái sự tổn hại cho người khác thì mình sẽ để lại cái quả báo xấu. Còn có những cái nó không chân thật đấy mà nó không có hại mình, không hại người. Có những cái trong cuộc sống không phải cái gì nó cũng phải chân thật. Có những cái nó hơi không chân thật một tí nhưng lại có lợi ích. Vậy thì cái cuộc sống thế gian nó không thể hoàn hảo tuyệt đối về cái sự chân thật được, mà nó phải suy xét đến cái mục đích của cái hành động không chân thật ấy, nó có lợi hay có hại, là tốt hay là xấu. Thì đôi khi những cái không chân thật mà vẫn có lợi ích cho người khác, cho mình và cho người. Còn có những cái mà không chân thật đấy là vì cái lòng tham cầu của mình, vì cái tâm mà mình cảm thấy nó có phiền não, nó có bất thiện, nó có cái ác pháp nó sinh lên cùng với cái hành động ấy, thì nó sẽ để lại quả báo xấu. Còn nếu như cái hành động không chân thật mà nó không có gây nên cái ác pháp gì cả mà nó là thiện pháp, thì nó lại là nghiệp thiện. Cái này nó còn tùy theo cái từng cái trường hợp, nên là không thể nói chính xác rõ ràng cụ thể được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thắng. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong ngũ nghịch trọng tội, có tội phá hòa hợp tăng con chưa hiểu rõ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con những hành động, lời nói, ý nghĩ như nào thì phạm tội này ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Tội phá hòa hợp tăng thì cái tội này chỉ một vị tăng mới phạm được. Một vị cư sĩ không phạm được. Một vị sa di không phạm được. Chỉ có một vị tỳ kheo tăng thì mới phạm được cái tội phá hòa hợp tăng. Một vị phá hòa hợp tăng là khi nào mà một vị ấy khởi lên tư tưởng chia rẽ tăng, hay là vị ấy nói rằng cái pháp này là phi pháp, còn nói phi pháp này là pháp, rồi vị ấy rủ rê một nhóm các vị chư tăng sống cùng một chú xứ ấy thực hành theo một cái tà pháp do vị ấy đề xướng. Rồi vị ấy thực hành những cái tăng sự. Tăng sự ở đây là như là tụng giới riêng, tức là trong cùng một chú xứ, cùng một cái ngôi thiền viện, cùng một cái ngôi chùa, nhưng mà chia thành hai nhóm tỳ kheo. Nhóm này thì tụng giới riêng, nhóm này tụng giới riêng, không tụng giới chung với nhau, thì lúc đấy trở thành tăng bất hòa. Và cái người nào khởi xướng lên, đề xướng lên, lôi kéo người khác theo cái quan điểm, theo tư tưởng ấy, theo cái ác pháp ấy, thì cái người đấy phạm vào tội phá hòa hợp tăng. Thì cái tội ấy
có được nói rõ ràng cụ thể trong thời Đức Phật còn tại thế, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì đưa ra một cái, những cái quan điểm như là bắt Đức Phật phải chấp nhận năm cái điều mà vị ấy đưa ra, như là từ nay cho chúng tỳ kheo ăn chay hoàn toàn, không ăn mặn nữa. Từ nay thì chúng tỳ kheo chỉ ở dưới gốc cây, không ở trong ngôi nhà tịnh xá tịnh thất nữa, chỉ mặc y phấn tạo, không mặc y do Phật tử cúng dường, chỉ đi khất thực chứ không được ăn những cái đồ người ta mời mọc. Đưa ra những cái tư tưởng ấy và Đức Phật ông chấp nhận, thì vị ấy mới quay sang nói với các vị tỳ kheo rằng: các vị thấy không, pháp của ta còn cao hơn pháp của Sa-môn Gotama, vậy các vị hãy đi theo ta. Rồi có một nhóm tỳ kheo vì ngu si, vì vô minh, các vị ấy đã tin theo và đi theo. Rồi vị ấy thực hành cái tăng sự riêng, mặc dù vẫn sống trong cùng một trú xá với đông đảo chư tỳ kheo ấy, mà các vị ấy lại tụng giới riêng, không tụng giới chung với hội chúng. Thế là cái người khởi xướng nên cái điều đó phạm vào tội phá hòa hợp tăng, thì chỉ trong trường hợp đấy mới phạm vào phá hòa hợp tăng, và cái tội đấy là cái tội vô gián, là cái tội không thể sám hối được. Và chính vì cái nguyên nhân cái tội đấy mà Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào địa ngục A Tỳ cho đến hết đại kiếp này. Cái tội đấy còn lớn hơn cả cái tội làm thân Phật chảy máu. Đấy là Đề Bà Đạt Đa, đấy nó gọi là trọng tội. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thắng trên Zoom ạ. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi, hành y phấn tảo có cần nhuộm y không ạ? Nếu không nhuộm y thì có thành tựu không ạ? Con xin chiên sư ạ. Có phải nhuộm y, bất cứ y gì đi chăng nữa, nhất là y phấn tảo, thì do mình nhặt những cái vải ở ngoài cái đống rác, ngoài đường, ở ngoài tamā, thì nó có nhiều cái màu sắc lốm đốm khác nhau, cho nên là về vị ấy phải cắt giặt rũ sạch sẽ, mà cắt thành những cái mảnh vải rồi khâu lại thành y, sau đó phải 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 giặt và phải nhuộm, phải hấp, phải làm cho nó trở thành cái màu hoại sắc, phải cùng một cái màu đồng nhất như nhau thì mới được, chứ là chưa có nhuộm thì không có thành tựu được, mà vị ấy bắt buộc phải có nhuộm y. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thammayita. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nếu như con vẫn còn thích ăn ngon, thì tâm con đã ly được dục chưa ạ? Khi thọ thực, con thường chỉ chọn những món con thích. Khi con ăn no rồi mà chỉ còn dư món con thích, thì con cố ăn cho hết. Nhưng nếu dư món con không thích, con sẽ bỏ đi. Cách con ăn như vậy thì có sợ bị tổn phước báo không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Cái tâm tham ăn ấy, thì đó là khi mà cái tâm lý của mình luôn luôn mong cầu mình được ăn cái món đấy, khởi nên cái tâm tham là mong muốn thèm thuồng ấy. Rồi đến lúc mình ăn thì với cái tâm hưởng thụ, tức là mình ăn và mình thưởng thưởng thức với một cái tâm nó có cái sự đắm nhiễm, nó có cái sự ưa thích với cái mùi vị của cái món ăn đấy, thì đó là tâm tham. Thì với một cái người phàm phu thì chắc chắn sẽ ăn đồ ngon, chắc chắn sẽ khởi lên cái tâm tham ấy, thì đó là cái chuyện làm sao tránh được, làm sao tránh khỏi. Nhưng nếu như mình để diệt trừ được cái tham dục đối với cái vị ngon, thì cũng cũng phải có cái sự khắc chế đối với cái tâm tham này, đừng để cho cái tâm nó khởi lên cái tâm tham nhiều, phải quán bất tịnh trong trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn, phải luôn luôn quán sự bất tịnh của thức ăn, phải quán bất tịnh của thức ăn này trong một thời gian rất dài, thì nó thuần thục đi được rồi thì nó mới chế ngự được cái tâm tham đắm vị ngon này. Đấy, luôn luôn quán cái tất cả những cái thức ăn đấy nó đều là đất nước lửa gió, nó đều là những thứ hôi thối, nó ngon trông thì nó đẹp mắt trong cái lúc mà trưng bày lên thôi, nhưng khi ăn vào trong miệng nó hòa quyện với cái nước bọt thối tha, nó nuốt vào trong bụng thì nó hòa quyện với mật, với đờm, với mủ, với máu. Khi ăn xong thì nó sẽ tiêu hóa thành phân, khi bài tiết ra ngoài nó thối tha ghê tởm, không còn muốn nhìn, không ai muốn thấy.
luôn luôn tưởng chi, luôn luôn quán sát, tưởng niệm cái khía cạnh bất tịnh trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn như vậy. Thì một thời gian rồi cái chánh niệm về cái sự niệm bất tịnh về thức ăn đấy nó mạnh đi, thì mình sẽ bớt cái tham tham ăn cái vị ngon đi. Ở cái sự mình còn ăn, mình còn ưa thích những cái ngon như vậy thì nó vẫn có tham ở trong đó, có tham, mà muốn ni tham thì phải thực hành cái pháp đưa đến ni tham đó, thì nó là mình quán về thức ăn bất tịnh. Thưa con, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Đào trên YouTube. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi, con có chứng bị viêm mũi dị ứng lên 2.000 mũi, nhưng khi đó con ngồi thiền và tâm an định một chút là khỏi ngàn mũi và thở rất dễ chịu. Con kính xin sư chỉ dẫn cho con xin tri ân sư ạ. Đúng rồi, khi ngồi thiền thì cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế và nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Đôi khi là cái hiện tượng ngạt mũi của mình nó cũng là do bệnh, do tâm sinh, do tâm lý hoặc là do thời tiết nó sinh ra. Cái tâm lý và thời tiết của mình, cái bệnh đấy của mình nó sinh ra. Nhưng khi ngồi thiền một cái thì cái nó điều chỉnh được cả cái tâm lý, nó điều chỉnh được cả cái thời tiết, và cái hơi thở của mình nó cũng là một cái dạng do tâm mình nó sinh. Và nếu như cái người nào ngồi nó tĩnh tâm ấy, nó an ổn lại được, thì cái người đấy, cái lúc không hành thiền có thể ngạt mũi, chứ lúc ngồi thiền sẽ không ngạt mũi. Cái người mà không có định tĩnh thì sẽ bị ngạt mũi trong lúc ngồi thiền, hoặc cái bệnh nó quá nặng rồi, cái bệnh nó ở cái mức vừa vừa thì lúc ngồi thiền là nó sẽ hết ngạt mũi liền. Thì mặc kệ nó thôi, đừng quan tâm, đừng để ý nó. Khi ngồi thiền thì cũng đừng suy luận, suy xét cái vấn đề đấy nhiều, cứ tiếp tục nhận biết hơi thở và vào ra. Và nếu như mình thực hành tốt, thực hành một thời gian dài mà cái định đấy nó càng tiến bộ, thì những cái bệnh liên quan về hô hấp đấy nó sẽ khỏi đi nhanh chóng, nó sẽ được loại trừ nhanh chóng. Thế vậy thì cứ tiếp tục mà tập thiền hơi thở đi, vì có thể mình sẽ rất phù hợp với cái pháp thiền đó, và nếu tinh tấn thực hành thì sẽ có tiến bộ nhanh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trân Thuần Vân. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, vào ngày thọ bát quan trai giới, mùa đông môi con khô lứt lẻ, con dùng son dưỡng môi thì con phạm giới không được trang điểm không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Dùng một cái gì đó mà nó trên cái mục đích là để chữa bệnh thì không phạm cái gì hết. Nếu như mình dùng bất cứ một cái gì đó mà với cái tư tưởng, với cái tâm lý cho rằng mình dùng này để làm đẹp, cho mình xinh đẹp lên một tí, thì lúc đấy là phạm giới, thì nó phạm giới trang điểm. Còn khi mình dùng những cái đồ đó, cái phẩm vật đó mà với cái tư tưởng, với cái mục đích là để ngừa bệnh, để chữa bệnh thì không có phạm giới. Thì còn do cái tâm của mình, cái tâm nó mới tác, cái tác ý của mình nó mới phạm giới hay không phạm giới, nó tùy theo cái tác ý trong cái lúc mình dùng cái sản phẩm đấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đạo Túc. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con đã quy y Tam Bảo nhưng hôm nay về quê con có câu cá, vậy có phải con đã phạm giới sát sinh, tội của con có lớn không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Nếu con cá đấy nó chết thì mình phạm giới, đứt giới và tội lớn, cần phải sám hối, cần phải xin lại giới thì mới thanh tịnh lại được. Còn nếu như cái con cá nào nó đớp câu ấy mà nó không chết, mình thả nó ra, hoặc là nó bị sứt môi ấy, thì mình sẽ bị cái quả báo nhẹ hơn. Sau này mình bị sứt môi hoặc mình bị xấu xí, hoặc mình hay gặp những cái chướng ngại một chút xíu. Và cái giới nó không đứt nhưng mà nó bị ô nhiễm, yếu, suy yếu. Cái giới đấy nó chưa bị mất hoàn toàn, chưa đứt hoàn toàn, nhưng mà nó làm suy yếu cái giới đi. Đấy là nếu như cái con cá nó chưa bị chết thì không đứt giới. Còn nếu con cá đã chết do mình cố tình đi câu thì mình đã đứt giới hoàn toàn, cần phải sám hối và cần thọ trì lại giới thì mới phục hồi lại cái giới được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm trên YouTube.
Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con đi làm nhưng hay cãi sếp. Mặc dù con nhiều lần kiềm chế, nhưng lúc họp, sếp rất hay kể chuyện và nói rất nhiều, rất mất thời gian. Con nên làm thế nào để cải thiện tâm sân của mình ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tiện cái tâm sân đó bằng sự kham nhẫn và bằng cái tâm từ của mình, nó là và phải khởi lên cái tâm từ với cái vị đó, với cái người mà mình hay sân đó, khởi lên cái tâm cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc, cứ thường xuyên niệm như thế, rải tâm từ, rải tâm bi, rải tâm hỷ, rải tâm xả với cái vị đó. Rồi có những lúc vị ấy làm những cái việc không đúng, mình có thể nói nặng lời nhưng nó không khởi lên tâm sân. Chứ không phải là cái lúc nào mình nói những cái lời những cái lời mà đụng chạm hay là xúc phạm người khác mà nó cũng là tâm sân. Cũng có lúc cái lời nói nó có thể là góp ý cho cái người đó tốt hơn hoặc là đỡ phạm đi những cái sai lầm vô ích ấy, thì nó vẫn không đi với tâm sân nếu như mình có cái tâm từ mạnh. Vậy thì cần phải thực hành cái tâm từ đấy cho nó mạnh lên. Cho nó mạnh lên rồi thì sau này mình muốn nói cái gì, muốn phát biểu cái gì nó không đi với những cái tâm sân nữa, thì lúc đấy nó sẽ giữ được cái sự bình tĩnh, điềm tĩnh, và nó sẽ không sinh ra mâu thuẫn, nó không sinh ra cái sự đối đầu, không sinh ra cái sự bất hòa. Còn nếu như mà mình biết là những cái lời nói của mình là tốt, là đúng, là góp ý, là có cái sự xây dựng, nhưng mà lại nói bằng tâm sân, nói bằng tâm sân thì mình người ta sẽ phản ứng lại cũng bằng tâm sân, và nó sẽ sinh ra sự đấu tranh, sự mâu thuẫn, sự mất lòng, mất đoàn kết. Vậy thì phải thực hành tâm từ nhiều nên. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Trần An Nhiên. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi một vị tăng không được chạm vào người nữ thì có quy định về độ tuổi của người nữ đó không ạ? Nếu người nữ đó là mẹ hay bé gái nhỏ tuổi thì một vị tăng có được chạm và ôm không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái sự đụng chạm này là không có giới hạn tuổi tác, dù người đó là mẹ mình cũng không được đụng, và cái người đó dù là một đứa trẻ sơ sinh cũng không được đụng vào, và có cái sự cách biệt hoàn toàn như vậy. Và cái điều đó là trong giới luật và chú giải đã quy định rõ ràng như thế. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tâm. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một vị tỳ kheo không được ăn năm loại thịt là voi, ngựa, cọp, rắn và chó. Nhưng làm thế nào để vị ấy khi nhận đồ ăn khất thực mà có thể phân biệt được các loại thịt bị cấm này ạ? Và như con có nghe sư giảng bài kinh Sivaka, Đức Phật dạy là vị tỳ kheo trước khi thọ thực phải giải tâm từ, tâm bi đến tất cả chúng sinh. Có phải như vậy là mặc dù Đức Phật không cấm việc ăn thịt, nhưng Ngài đã ngụ ý khuyên các vị tỳ kheo không nên thọ dụng thực phẩm làm từ thịt không ạ? Vì khi giải tâm từ bi vô lượng thì thật khó có thể không cảm thông đến sự đau khổ của loài chúng sinh đã bị giết lấy thịt. Và miếng thịt ấy bây giờ các vị ấy đang thọ nhận và chắc chắn phải đến từ con vật đã bị tước đoạt sinh mạng. Con mong sư từ bi giải đáp câu hỏi của con ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Những cái thịt của những cái con đấy thì cái người bị cái người ăn đấy phải có sự suy xét, tức là phải có cái sự quan sát nhận định, có thể là trong cái lúc đi khất thực đấy mình giữ cái sự uy nghi thành kính trang nghiêm, người ta bỏ vào bát mình không biết, nhưng khi về mình ăn, mình dở cái miếng thịt đấy ra thì mình cũng phải nhận biết được, do mình thọ dụng thường xuyên nó quen rồi, nhìn thấy cá mình biết đây là cá, nhìn thấy thịt gà biết đây là thịt gà, nhìn thịt lợn biết đây là thịt lợn. Nhưng mà cũng bắt đầu nhìn thấy một cái gì đó nó nạ nạ và nó có cái mùi hơi nạ nạ thì lúc đấy cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, sinh ra hoài nghi rồi thì đừng ăn nữa. Vậy thì với những cái gì nạ nạ đấy mà mình phải nghi, phải có sự hoài nghi một chút, rồi mình biết là ở đây có thể là thịt chó, đây có thể là thịt voi, thịt ngựa, thịt hổ, cọp đây, và thấy nó có mùi nạ, có cái màu sắc nạ thì tốt nhất đừng ăn.
Còn những người nào người ta quên, người ta không suy xét thì nó cũng phạm cái lỗi nhỏ thôi. Còn lại cái người tỉnh giác, chánh niệm thì suy xét, thì vị đấy có thể sẽ loại bỏ cái thịt đó ra được. Đấy là cái cách giải quyết vấn đề để mình không ăn vào những cái thịt bị cấm. Đó là do Đức Phật muốn cho những cái vị sống ở trong rừng không bị những cái loài thú dữ nó tấn công, cho nên là mới cấm những cái loại thịt của các cái loài thú dữ ấy. Còn đối với cái pháp ăn tam tịnh nhục đối với vị tỳ kheo Ly Khất Thực thì đương nhiên là sống với cái tâm từ quảng đại vô biên không hận không sân đối với tất cả chúng sinh trên dưới, không có phân biệt thấp cao gì hết. Thì cái vị đấy, rồi vị ấy đi khất thực thì người ta cho gì vị ấy sẽ ăn cái đồ ăn đó. Vị đó ăn thì vị đó do không thấy không nghe không nghi thì vị đó sẽ ăn cái đồ ăn ấy, chứ Đức Phật cũng không ngụ ý nói rằng vị ấy nên ăn chay, cũng không ngụ ý nói rằng vị ấy không nên ăn chay. Mà Đức Phật với Đức Phật chỉ gọi là ăn thì cái tưởng niệm cái thức ăn đó nó hợp pháp thôi, nó cứ ăn đủ tam tịnh nhục là hợp pháp. Chứ còn nếu như mà một cái, và trong cái pháp đấy Đức Phật cũng nói là trong có thể là nếu như một cái người thiên về ăn chay hay là thiên về ăn mặn, nó sẽ là cái sự đấy là một cái sự chấp thủ, một cái sự chấp trước vào một cái pháp, và nó sẽ mất đi cái con đường trung đạo. Mà với nếu mà bởi vì cái xã hội Ấn Độ có những người rất là chú trọng về ăn chay và người ta đả phá cái người không ăn chay, người ta sẽ luôn luôn có những cái lời công kích phỉ báng những người ăn mặn. Và những cái người người ta ăn mặn đấy thì người ta cũng có những cái hành động, có những cái lời nói châm biếm chỉ trích lại cho cái người chỉ chấp trước vào cái chuyện ăn chay. Nếu như mà Đức Phật chủ trương cho mọi người chuyên ăn chay thì không giác gì đã xu hướng theo những cái người ăn chay và sẽ bị mất lòng những cái người không ăn chay. Còn nếu mà chủ trương là không ăn chay, chủ trương ăn mặn thì có thể được lòng những người ăn mặn và mất lòng những người ăn chay. Vậy thì cái pháp trung đạo đó là không thiên về bên nào cả, không thiên vị ăn chay và không thiên vị ăn mặn. Và ăn tam tịnh nhục chính là cái pháp trung đạo, là cái con đường để giữ lại cái sự hài hòa đối với tất cả những người dân ở trong xã hội, với một vị tỳ kheo có thể đi khất thực một cách bình đẳng, lần lượt đến tất cả các nhà. Nhà này ăn chay cũng đến, nhà kia ăn mặn cũng đến, xin đâu cũng được, sống đâu cũng được, ăn đâu cũng được, gieo duyên được với tất cả chúng sinh, không có phân biệt chay mặn. Còn nếu như mà Đức Phật mà đưa ra cái chỉ định là chỉ được ăn ngũ cốc, không được ăn những cái đồ thịt cá, thì các vị tỳ kheo sẽ luôn lựa chọn cái nhà này ăn chay mình đến, nhà này ăn mặn không đến. Thì những cái người người ta ăn mặn, người ta không có cơ hội để giao duyên, để cúng dường, và người ta sinh ra cái mặc cảm, người ta sẽ đi theo ngoại đạo, người ta không còn theo Phật pháp nữa. Vậy nên là cái sự trong cái sự ăn đấy là cũng là theo con đường trung đạo, không có thiên vị chấp trước vào một cái bên nào là ăn chay hay ăn mặn. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để đại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawa khajam vahamotu idame bunyam nibbanasa pachazo hotu mama bunya bhagam sabasatadam pachemi tesabe midamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.